mát quá đi một tí, nhưng mà đúng điện rồi em ơi, khiến cho nhiều người ngạc nhiên thật. Đó là đối với những thính giả nào thường xuyên theo dõi về những tin tức công nghệ thì cũng biết là CES 2018 đã khép lại và tiếp tục chứng tỏ là một chương trình với quy mô toàn cầu. Thì CES không làm chúng ta thất vọng khi có khá là nhiều những cái thiết bị công nghệ độc đáo được công bố, trong đó phải nhắc đến Skin Scanner của công ty Johnson, một thiết bị độc lập kết nối với điện thoại để kiểm tra và phân tích tình trạng da mặt của người dùng. Wow, có thể nói rằng đó là một giải pháp hoàn hảo của phái nữ để chăm sóc da mặt trong một mức chi phí không quá đắt đỏ. Skin Scanner sẽ sử dụng cảm biến trên phụ kiện gồm 12 đèn LED, kính lúp nhân 30 lần và máy dò độ.